khẳng tiền tất bên hoa mươi. Xin ông quan âm trả bồi thức bà ta. Thân bóng hoa quỳ mẹ đang kia sớm sớm phía bồng trời trong thân có chữ Nam Mô. A Di Đà Phật qua đi có phép thần thông. Sắc nhang thập cờ diệu quang minh chiếu đan duyên la tinh tức tăng cũng giả kim cầu là hoàn thân thần thánh chúa thiên trung thiên. Phê sai chưa nhang hàm phê sai cả thuyền chưa tướng báo lại đồ chưa tả sai thân bổ thân chúng tôi toàn mang các quang quang hoàng người kia sông quang mang các quang tả văn hầu bỏ chữ vàng đao vàng lực chữ thức nội bàn cơ. Quan quân bây giờ chăn bù ăn lưng trước thời bỏ hồ ra đông đất rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dựng quang hoàng mười đi thất phổ hoa. Ông kể một bài thơ ly độ hoa, xa kim phổ ăn hầu. Bốc pháp tinh năng tụ nhập mẹ bay thiên quang hoàng người nâng bình phúc để thơ an trăm họ thiên hạ câu ca cổ thanh thần sóng lên đỉnh ra thầy cô an quang thập ngang sao xuân trên ngàn hùng trong đông đắng từ thập ngàn xa nghe tiếng hát tiếng đàn thông treo nhìn lên ông nhìn lên ngọn núi đứng đèo suối tăng biết thầy chúc reo văn sương thank you.
đa xưng lên lễ vua xưng lên lễ hậu các o xưng vào là vào trước ông người rơi ô rơi ô rơi trước ông người rơi ông chứng đêm ông chứng phù ông chứng cho người ông lòng thân tưởng nhớ người ăn nghe kiệt chữ gươm xưa thời lâm điện chữ vắng vỏ ai qua ông hoàng người yêu nước thương dân bảo vệ sơn hà ông cho dân thời nó ấm ông cho được là cũng được mình an
thủ chân thành mà 13 năm trên nếp gian cũng có ước mong săn xin ông hòa người ở lại để vui đến núi phù nhà phù á cùng nhà bò tôi có đi từ mừng tháp tiền mẹ hòa để vui về trong suy nghĩ chúng con ngần ngơ các bạn à đêm về rồi thì hoa cỏ cũng thần thơ mà theo ông à. Ông Hoàng người ấy trước ngày hôm nay để có quyền đâu ông hoa bưởi già đời để mừng tiệc vui chúng bạn sông Lam đông đó ông hỏi các người ơi đi từ con đây họ câu họ vì dầm từ ông hỏi phải kể thắm nè đồng họ chặt lắm ra răng
thiệt vui. Ông về bụng về xa đồ cho quê hoàng trong nhà ấm lên thuần hòa. Về từ nay cầu mong nguyện nhân bái Phật thuyền mà làm lỡ điều chi xin ông hóa các thần thân xa cho chúng thần bạc chân vòng ngàn tháng tham số biến kia sông hoàn cổng hoang sáng thì vẫn duyên nay ông xưa đồng người vẫn hào quang từ xa quay bông người lại chợt nghe câu đối kể ông tâm thần kể ông tâm thần vâng lời vua cha mà xuống qua quay chân vâng lời bảo nguyên sáng lên dương đồng hoàn về đây ngàn hoa thân rằng ngày mai khăn lắm chuông này khoác áo hoàng bào nhật ngọc lượng bay đường đi nghĩa ngàn ngày dân đề thắng ngàn sớm lòng lặng núi hồng sẽ bóng sông làm tiếng chim ca hòa trong gió gió dù ra vì ai thấy lòng sâu xa ngàn sắc thân được khoảng mười ba ban cho thăm lần ngày ngày đức giáo đấng sáng xuyên đấng sáng ba miền giữa nhà xa sự bình yên người an dân đức dân đông người đại vàng áo hoàng ăn về đây xa đông người lại được cùng vang vang con đẹp lời ca tiếng dâng lên hoàng cầu xin quang lên đôi thương đồ cho dân chúng giàu sang đất đàng sông yên vui hạnh phúc muôn đời. Ông mẹ nhỏ phước cho thân đồng ai cũng đang có người tận thế chung con bình an bộ phương liếc non thân bình đường đời đời cháu con hiền vân đời người ai mà có lần may mắn ngắm sung nhãn hoàng
hoàng ngự đông ăn bóng bóng dương gian mới hay trong việc đạo lan lan ngự đông đông thì có ai bằng ngọc có ai bằng ngọc sáng lắm riêng đông đông đẹp sáng ngời sáng như hào trong mặt áo đoàn gấm theo hoàng hoa hai tiếng viết câu thơ thần cầm quạt nga hoa bước chân ra ngày ngày bên lầu hai nàng tiên nữ nàng nhân lên khúc nam cung tiếng văn liễu lo vang lâu 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 hòa hòa liễu liễu đầy vơi khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng hoang liễu liễu đầy vơi buồn vui vui qua đi thôi chúng con hát ca bồng bồng hoàng về đồng cho chúng sanh nghe cho chúng sanh khắp Nam Việt bằng nàng ông bồ cho ghi ông nặng giàu sang năm năm tha lần mẹ tâm thần ghi ông bồ la nay gặp mẹ tay ông hoa dương đồng là hoa dương đồng
hoàng gửi lên chúng thực tâm sở duyên hoa như đầm là hoa duyên đầm là vui cả vui mẹ ông vui đền vui thù hay hôm nay ông xa từ nơi đầm đời đất ông mà đẹp mắt điện thoại tinh chúng tuổi thân xuân bổn đất hoàng anh hùng bà dân nội điện khắp vùng là đời na ở mà tên đời đó ông hoàng người gọi rằng con người ta mà sống ở tên đời tiếng ông bà đại tướng rồi ta làm gì nay cuối cùng cũng chẳng đem đi mà đem đi cũng chẳng làm gì mà cho ai nói đến lòng nghe tài quan hoàng mười đây thiếu chi tiền thoái bạc nẻ lúc đó thiếu chi tiền thoái bạc nẻ hôm nay khẳng đàn ông về nơi đây xin đóng lại mở mà kho ra để cho khăn đồng mà để tự gia bọn họ gần xa được hưởng lòng hoàng gần xa được hưởng lòng hoàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.